bạn bị đau lưng, đau vai, viêm quanh khớp, thoái hóa xương khớp, thoái hóa khớp gối, háng, tay, loãng xương, gãy xương, teo khớp, viêm khớp cấp và mạn. Đã có dưỡng khớp khang với các thành phần tự nhiên, dưỡng khớp khang giúp phục hồi tái tạo mô, sụn khớp, giúp đảm bảo sự vận động linh hoạt của khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, tăng sản xuất dịch.